Sáng ngày 18 tháng 7, tại buổi giao ban chỉ đạo thông tin về công tác phòng chống cơn bão số 1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai, lúc 7 giờ, bão Talim cách Móng Cái, Quảng Ninh 100 km, sức gió mạnh nhất là 102 km/h, cấp 10, dự kiến vào biên giới Việt Trung sau 4 tiếng nữa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Talim đã vượt bán đảo Lôi Châu Trung Quốc lúc 3 giờ với sức gió mạnh nhất là 117 km/h, cấp 11, sau đó đi vào bờ biển tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và tiếp tục giảm cấp. Hoàn lưu trước bão khiến đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng có gió cấp 7, giật cấp 11, Cửa Ông, Cô Tô, Quảng Ninh gió giật cấp 6, 7, Phú Liễn, Hải Phòng gió giật cấp 6. Bão đang theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h, dự kiến đi vào biên giới Việt Trung từ 11 giờ với sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9. Đến 16 giờ, tâm bão ở Đông Bắc, Bắc Bộ, gió giảm còn cấp 7 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục đi sâu vào vùng núi phía Bắc và tan vào sớm ngày 19 tháng 7. Điều này nó đã so với hôm qua là giảm 2 cấp sau khi mà đi qua Lôi Châu. Và đến hiện tại thì nó đạt cường độ cấp 10 và nó khoảng cách cái chỗ đỉnh gần nhất chúng ta có Móng Cái thì khoảng độ 100 km, thì đấy là cái hiện trạng đầu tiên. Thì với cái khả năng như này thì đang duy trì cái tốc độ di chuyển khoảng 20 km/h, và cái hướng di chuyển thì vẫn đang theo hướng Tây Tây Bắc, và như vậy hướng vào cái khu vực biên giới giữa Quảng Ninh với lại Tây Trung Quốc là rất là cao. Và với cái khả năng như vậy thì chắc khoảng độ vài tiếng nữa thì nó sẽ từ 9 đến 10 giờ thì bắt đầu có thể ảnh hưởng trực tiếp. Và cái khung giờ mà tác động lớn nhất thì có khoảng từ 9 giờ cho đến khoảng độ 14, 15 giờ. Đó là cái thời điểm mà có khả năng là sẽ đi vào và gió mạnh nhất. Thế thì tôi xin phép được báo cáo một số cái nguy cơ tác động mà chúng ta cần phải lưu ý để đề phòng. Thứ nhất ấy, thì liên quan đến cái gió mạnh thì khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ thì cảnh báo nguy cơ là gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 11. Còn trên đất liền thì khoảng từ 9 cho đến 10 giờ hôm nay thì tâm bão sẽ đi vào cái khu vực chỗ Quảng Ninh và Đông Hưng Trung Quốc. Với cường độ thì cảnh báo cái nguy cơ có thể đạt đến cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Khu vực Móng Cái là cái khu vực mà khả năng có gió mạnh nhất trong cái cơn này. Còn Lạng Sơn, Hải Phòng thì cảnh báo nguy cơ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, 9. Cái chỗ Bắc Giang, Thái Bình thì cảnh báo là có gió giật cấp 7, cấp 8. Cô Tô, Bạch Long Vĩ thì cảnh báo nguy cơ gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Thì đấy là phần các cái tác động gió như vậy. Còn về cái tình hình mưa thì báo cáo đồng chí thì từ hôm nay cho đến ngày mai thì sẽ có xuất hiện cái lượng mưa của cái hoàn lưu bão số 1 gây ra. Thì chúng tôi cảnh báo nguy cơ là Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn thì cái lượng mưa, tổng lượng mưa tích lũy nó khoảng 100, phổ biến là 150 cho đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Tây Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ thì có lượng mưa thấp hơn, nó chỉ dao động khoảng từ 70 cho đến 150 mm. So với dự báo chiều qua ngày 17 tháng 7, hướng đi cường độ bão Talim thay đổi một chút. Tâm bão vượt qua thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, phạm vi gây mưa vì thế cũng thu hẹp hơn. Đông Bắc, Việt Bắc mưa 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa từ 70 đến 150 mm. Bão Talim hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Sau khi vào Biển Đông, chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, nhanh chóng tăng cấp, đạt cực đại 133 km/h, cấp 12 vào ngày 17 tháng 7. Sau Talim, khả năng có 2 đến 3 cơn bão hình thành từ dải hội tụ này. Trong đó, một cơn bão vào Biển Đông vào 4 đến 6 ngày tới.